Cười xỉu với cô Nguyễn Thị Úc này. Cô Nguyễn Thị Úc năm nay 62 tuổi. Cô nói cô lên đây cô muốn kiếm một người bạn đời. Cô không cần giàu, cô cần có cái chỗ che mưa che nắng là được rồi. Đó, thì cái câu chuyện của cô như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì không cần tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Để Tiến thêm chút tiền để Tiến đổ xăng đi làm thiện nguyện. Dạ chào cô nha. Đây, cô nghe. À, cô chào khán giả đi. Chào khán giả. Quỹ Nguyễn Thị Úc. Dạ. À, cô năm nay nhiêu tuổi? Cô năm nay là 62 tuổi. 62 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi cô kể con nói con như thế này ha, thì cô lên chương trình của con thì cô tự tìm đến con đúng không? À, đúng rồi. Rồi bây giờ con mà sau khi ghi hình cô xong con đăng lên trên mạng, ngày sau này cô không được quyền kêu cầu con xóa clip hoặc là gỡ clip, cô có đồng ý không? Đâu Gì? có đâu không có đâu Sao không? Cô có đồng ý cô mới quay chứ không thì con đâu quay. đâu đồng ý đồng ý mình Trời mới đồng ý sao cô nói không không không? cho Không là clip không không có clip ý là không không cho clip tôi đồng ý chứ cô nói tôi không là con phải tắt máy à. tại vì con không 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 nghĩ nhiều kiểu không có chó không có chó máy của con thì mà con nói không là con đồng ý Rồi cô kể việc hôn nhân của cô đi như thế nào? độc thân từ bắt đầu thằng con có căn thằng là phải sống tới giờ còn con phương này hai mấy tuổi rồi mất hai mấy tuổi rồi Con cô có đồng ý cho cô lên trên đây không? còn trong mấy cái đó tiền nó hả con Dạ. Để hôm thôi con đăng cô lên cái con cô kêu con nói này nói nọ con là cái điều đó không được không nha phải cô. con liền lắm đúng không phải con liền lắm Dạ. nó không biết tại vì con mới làm mới tự thôi chứ không có tính Có nhiều cô chú anh chị em khi mẹ hay là cha lên chương trình đó có đầu cái chửi con nói con thế này, con đâu có ngủ ghen ai không có đâu. đâu Dạ. con là hiền lắm nó thì nó nói chuyện lắm chứ quả như như mấy đứa kia đâu Dạ. vậy đang nói nhà nè nó đang giáp nè con Dạ. chết mất đi Dạ đâu dạ dạ. trong nhà Ê, cô ở đó với ai? Con thấy hai ba người trong nhà là ai vậy? nhà này là anh hai cho hai đứa em hai đứa dâu À. với lại mình cô với thằng con trai cô Dạ. nhà Nhà này nhà của cô hả? nhà nhà của thằng em mất cô vô ở thì tại vì gia đình cô có nhà cô có khó khăn cô đang kiểu khó khăn này giúp người ta biết mà cô ấy khó khăn cô mới bán nhà cô mới vô vô đây ở chung với em cô hồi nhỏ hồi lúc mẹ cô còn sống là cô mới đẻ con cô 5 tuổi là cô ở chung với thằng này trong gia đình này Dạ. sao cô ra ngoài nhà mới có 2 3 năm thôi là biết đó. Cô mới bán nhà ở cô mới vô đây Dạ. bây giờ nhà trong gia đình không giống ai hết Dạ. là cô nói thiệt này Dạ. rồi con chỉ là muốn thì sao cô có một người che nắng che mưa cô trọn đời thôi Dạ. À, hiện nay cô làm công việc gì? cô ở nhà coi như là công trình nhà phụ nhỏ em gái tôi làm hồ cô ở lớp thì làm chứ cô không làm đó đó Dạ. à. Tại vì lớn tuổi có làm gì được cô nhắc mấy tuổi trai bước Dạ. à. Cô kể về chút xíu về tính tình của cô đi như thế nào? Cô thì con như đơn giản thôi cô cũng hoạt động nhiều người lắm nhưng mà cái cái hoạt động con cũng thất bại Dạ. đâm ra cô giúp người quá là cô phải thất bại thôi Dạ. đó là đâm ra con không muốn ăn thất nghiệp thất nghiệp Cô là không được đi giúp người giúp làm sao mà thất bại? thì con nghe cả tham cũng không đưa con ra lấy chồng qua cho người ta mà cái là cô lo thì người ta lo không phải chạy À. cái ba cái mình đi thằng ra thì nghe con như cô thằng anh nghe đó À. dạ em có là thằng Rồi cô lên đây kiếm một người bạn đời là như thế nào? trời nắng trời mưa Trời nắng trời mưa. thì sống rồi với nhau một bạn Coi như coi như bạn là che nắng che mưa kiếm một anh đó là có tấm cao su rồi che nắng cô che mưa cô được rồi ha.
ổng cần gì á. Là xin nữa thì nhà có chỗ, nhà những chỗ lên ngồi được rồi. Mà anh này anh này anh không có nhà mà anh tới tắm xu à, anh che đủ nắng đủ mưa cho cô được không? Đó, biết nhau đừng có bị mưa giọt được rồi. Đừng có để mưa giọt mà đừng có mắc mưa được rồi, đừng có mắc mưa bệnh được rồi. Là ai nếu mà ai thương cô cũng được hết, yêu cầu là có cái nhà nhỏ nhỏ là cô ở được á. Đúng rồi, miễn mặt quan trọng thương cô được rồi. Đó đúng ra là tôi cần người thương. Thôi cô, cái cô không cần gì nữa. Rồi cô chia tay với ông xã bao nhiêu năm qua, cô không quen anh nào nữa sao? Coi như là ông trên thì hơi khó, nói là cô sao một tiếng rồi vậy, không đồng ý. Năm nay cô giờ cô chia tay người đó là coi như giờ người mất hay còn cô không biết ai là mấy năm Rồi. rồi. Mấy chục năm mà trong mấy chục năm mà cô lúc trước cô không có chọn ai chăng, bây giờ lại đi cô đi 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 tìm một người bạn. Tại vì cô vừa vừa rồi thằng em nhỏ em dâu á, nó lên nó nói nha, em coi như vậy đó, cô có thể nếu mà thì cần thì đến cô không thì cần thôi, vậy cô cần cũng chịu, chứ cô đâu có cỏ giờ cao đâu. À, cô không đòi hỏi cao Chứ ha. chồng mày phải mày khó khăn sao rồi sao người sao ta khó khăn cao đổi được, thì nghe ông anh sang nó đâu được. À, coi như là cô khó khăn này cô kiếm người khó khăn. Kiếm mình không kiếm mình được như vậy nó có được đâu, kiếm mình đâu rồi em. Sau cô đã khó khăn rồi thì mình kiếm một người có ăn có để một chút xíu cho Rồi vững rồi, vàng. có ai có thể biết cô biết được không ngay ngày hay người ăn cơm mình hay nhập khó để chưa có biết được chắc chút phần cách mà chút cái bệnh cũng đau nè, dù cô mà có bệnh thì có người to cô có to mong rồi nước sau này có còn con thương con á thì được, không còn thằng con còn sống á, người cái trước thì thằng con còn là cô cái trước thì con đâu ai ở con là cha con hiền lắm, nó hiền nó có biết chuyện lắm, con biết mà. Là cô chọn cái bạn đời của cô sau này là ở đâu cũng được hay là cô có chọn từ đâu đến đâu không? Ở đâu cũng được, miễn sao là thương tôi được rồi, Ở đâu cũng được hết. bất cứ ở đâu cũng được, miễn sao thương tôi được. Có anh nào thương cô là dù cho trăng trời góc biển cô cũng đi tới ha. Đi tới chứ, trời ơi, phải đi tới chứ, Đi phải tới chấp nhận thương phải đi tới chứ. Tại mình muốn kiếm bạn mà phải lên clip mà phải chấp nhận thôi. Ở ông không phải lên đâu mà mình đâu có ai tấn hay đâu mà clip đều phải chấp nhận thôi nha. Tại lên clip mà. Tại vì đâu có điều kiện giới sản đâu không? Thấy con mình chăng không? Đâu có điều kiện đâu để giới sản. Cứ cả cũng thì cần. Con mà vừa có một số bao nhiêu cái nghe người ta cũng được. Ăn người ta đặng không có ta không thể cứ chạy tô rồi kẹp vào sao chẳng biết cái này gì con nhớ em phải làm đây thì dẹp cái sao mà khỏe được rồi đấy đúng rồi cô khỏe lắm á, dầm mưa giải nắng một người nhưng mà trời cũng mặt trồng che nắng che mưa mình Có chỗ cho cô để che nắng che mưa được rồi ha. rồi cái này đã ra dầm đang nắng mưa mà thì phải nhờ người che nắng cô chứ. Cô đang ở trong nhà, cô có ở ngoài sân đâu mà ngoài nhưng mà nhà nhà không có nhập vô mình muốn nhà của mình em biết không biết muốn nhà của mình đẹp của mình với nhà nhà của em dâu mình chưa có biết em nó thương mình em dâu thương mình đang tìm cơ hội đang cơ hội của em nè chị em cô muốn tìm cơ hội để giúp cho cô rồi thì sao thì cô nói thì sao đang có cơ hội mà rồi cô em giúp thì cô có phước em không giúp cho cô giúp phước Cái này con nói chơi cô con nói cô như thế này nè, con làm cái chương trình kết nối yêu thương này thật sự ra nó là con là chỉ một người chia sẻ thông tin, cô có nhu cầu đúng rồi để tìm một người bạn đời sau này thì con chia sẻ cái hình ảnh của cô lên đây thì nếu mà có chú nào thấy thì lúc đó chú xin số và liên lạc để tìm bạn với, làm bạn với cô. Chứ con ở đây con cũng nói rõ là con không làm mai bất cứ cho ai hết đó,
đúng rồi. Dạ. Dạ. Thì đó thì cái này là nghe nghe vậy cô mới lên check note hơn mà cái Dạ. đó được không? Ừ. Sao lại cô bắt buộc tiếng mình cho cô Dạ. đúng Dạ. Ai không? lên đây cũng vậy chân rồi, bây giờ nói tiếng ơi. Cô thấy canh nó được đó, tiếng cho số thì tiếng có nhiệm vụ cho số rồi để hai người liên lạc với nhau, tìm hiểu nhau có đến hay không là đó là cái quyền của cô chú, chứ tiếng không xen vào. Rồi bây giờ lỡ thí dụ con nói thí dụ đi, lỡ cái anh đó hồi nào giờ anh chưa cưới vợ, giờ kìa, làm đám cưới cưới cô được không? Đó, Được luôn trời ha. ơi, không có À. ai bắt một cô đâu. Đã có bắt nhầm một cô đâu mà con mà em À. chọn. Không ai nhầm một cô đó. Vậy Mình sống tự do ngoài rồi. là có nào cưới cô làm đám cưới là cũng làm đám cưới luôn. À, chứ con chưa chưa có thông thú nha, chưa thông thú. Dạ. Giờ ai cứ thông thú là con chịu. Vậy là chưa có Còn con chú chú ý luôn. á. Mai Chuyện thông thú mốt, không, mai anh mốt. không chịu. Lúc này nó thông thú chứ. Nó Rồi. không thông thú cho là. Rồi. Mai mốt có ông xã, mai mốt có ông xã phải chồng găng lại nha cô. Rồi, không trả thân tiền cô thật đặt Đặng, ra cô đặng, thì đặng chị làm hư cô. nhà đó có tiền hả Đặng làm cô dâu cho đẹp chắc đẹp không chút. tiền Hả? đâu em cho cô tiền đi cho cô tiền em chồng ra cô cơ đồ chứ giờ không tiền mới cho chồng À, không coi như giờ cô không có tiền để chồng găng. tiền đâu Ừ, đất mốt mốt bây giờ cô nói đi, có anh nào thương em đầu tiên mới cho tiền em chồng găng. đây nè à. Còn cái chịu chịu lấy chuyện đừng đừng mà hỏi đẹp sống À. không mấy ơi cứ chạy đi chuẩn đẹp chạy đừng đi chuẩn kêu sốc thì đẹp nhưng mà chiếc đẹp về bay cho vợ cho sạm mới đẹp Trời. hỏi sao cho đẹp đúng Đúng rồi, không đúng rồi. Phải cho sợi dưới ừ sạn rồi mới đẹp chứ. ừ cái này Đầu tiên là dưới sạn à. mà cưới cô là phải cho cô chồng găng lại. Đó. Ờ, muốn đẹp thì cô cho thì cho cô tiền chị cả Chụp ờ, hình tại đâu đồ mấy cô người dâu đồ cho nó chạy đẹp giấy đẹp gì chút ờ à, đúng rồi chứ. biết cô nói đúng rồi cô ngồi ngầm này không biết cái cô sẽ học cô là để mẫu Dạ. nói đúng là cô để mẫu à, cô tại cô đừng để cái ra cái cô thấy ai nước hết cô uống uống một thao ba tháng rồi cô biết đâu rằng cái hậu quả mình chịu thôi tại cô để mẫu mà Bây giờ làm ra cô không biết cái sức khỏe của cô là bình thường không? Mạnh dạn không? không có trời không không có chồng cũng hiện tại nó đúng là vậy trời đó vậy không giờ có chồng á không có chồng thương thì có thể không biết được nó chỉ là cô khỏe À, khỏe ha. Ừ. rồi Thì chương trình của con bây giờ là mấy cô chú anh chị em nào khỏe mạnh mới được nha, còn yếu yếu đừng lên. đóng tay nhân báo tập việc bằng tập tiếng bài hát có thiệt chịu thật là người nói đẹp thể là của người rồi kéo ở nước yếu mẫu thích làm Vậy là cô ở nhà không không có làm gì hết trơn. à hôm nay ngày hôm qua là có hết nay không có qua có bỏ tôi nào sao mới Cái điện thoại của cô nói chuyện qua anh đó nó không được nghe rõ, hung nó à, kỳ dập cái dập. này cô này điện thoại có thằng con xài những cái nó đưa cô á hồi tối này con đưa nhưng mà nó đi cái câu chuyện nó mấy cái máy luôn rồi giờ mới thấy cô còn nhỏ mới gọi lại á à. Thì cái lớn thì cái nhỏ mình sao nó nghe bài cái này đứng đứng không biết gì nghe mấy cái Rồi cô chọn cái anh đó là bao nhiêu tuổi, cái tuổi lớn nhất bao nhiêu, thấp nhất là bao nếu nhiêu? mà không có chọn nhưng mà cái cô chừng là cô lớn tuổi đâu này thằng lớn tuổi đâu cô thì tốt Không, lớn lớn phải bao nhiêu chứ, không lẽ ông giờ ông nó 80 tuổi thì thương cô chịu không? đó Trời miễn ơi, sao thương được rồi 80 cũng được luôn hả? miễn sao thương được rồi 80 rồi ổng miễn cầm sao cái thương gậy, ổng yếu xìu ổng cầm cái gậy đi lâm cụm rồi sao sao đâu có không một bảy thằng không một bảy thằng không? tại vì cô nói chơi nói chuyện không phải đâu Trời ơi. anh đã kiếm người che nắng che mưa mà càng nhiều nhỏ tuổi tuổi Cô lựa lớn tuổi quá rồi và mới rước về 3 bữa rồi ngã xuống bệnh rồi sao? Rồi con nuôi sao nổi? ngã cũng bệnh rồi là chút lại không có Làm gì chút hả? À, rồi ổng nghe ổng có một cái giúp lá rồi sao mà. em học em nói vui thì chị nói vui lại được Dạ. mới cái tiếng tại sao bệnh má bệnh tặng chút về cô
mà ngặt cái ông đó không, mà ngặt cái ông đó ông không có tài sản hết trơn rồi để chút cái vậy. Ông toàn cái có kho vàng những cùng chỗ tu ra cho vô được không cần kho vàng nó tôi không đẹp không cần kho vàng những cho mình đừng nói sự thật ơi ơi chồng nhà rồi giờ đừng cho cô đó là cô quyết rồi à. Rồi nói chung ra, nó nói chung ra là cái này lên trên đây thì hên xui. À, con không có hứa mà lên trên kênh con là phải có một người bạn đó. Cái này là cái chuyện vợ chồng á, là nó cũng phải có cái duyên đến nhau mới được. À, chứ không phải là muốn đến là đến. À, vậy đó. Đúng rồi. Duyên mình gặp duyên đâu là thấy. Đúng rồi con. Chứ còn có không nói rồi mấy cô mấy chị lên kênh của Tiến đi thì sẽ có là được người chồng không có cái đó là không có cái đó là tùy theo cái duyên cái nợ nữa mới được có duyên có nợ à, có duyên có nợ mới mới đến lại với nhau còn không có duyên không nợ đâu có đến với nhau được đúng rồi cô lên chứ là mai gửi thôi dạ mai cô nhậu gửi thì cô chịu cái bút mặt cô ơi dạ đã chống tới nay sống thật tăng là thật tồn cô đẻ nó một bầu cô không có cô cái sống bây giờ dạ anh là cô nhờ có nhờ cho quốc có chịu cái con nhường quốc mai cho bản thân mình rồi tự mình cứu mình nhưng mà quốc được thì còn cầu mà cứu được thôi dạ bây giờ không gì chẳng không có không gì đâu thằng ông chỉ cầu Phật thương việc mai là của cô đến với cô thì thương cô thì cô chấp nhận còn thương thôi bây giờ biết sao vậy dạ. Đúng không dạ. Rồi à, bây giờ cô nói một lời nào đi để cho mấy chú à, nghe được và sẽ đến làm bạn với cô. Rồi là chú mong sao một nào khán giả một nào mà thấy cô mà thương cô, phải năng thương cô có chị nhắn cho mưa. À là có bụng có đau cho chúng ta mau mau trời chi tiêu thương cô giúp cô. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha. Để lên tham gia chương trình của con thì chúc cô dồi dào sức khỏe. Cũng mong có con cũng mong cô có một người bạn đời để sống hôn hỷ với cô trong cái khoảng đời còn lại nha. Chúc cái dạ dạ con cảm ơn cô rất nhiều ha. Thôi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha dạ.